Khiếp, cầm sang bằng cái vợt ấy. Nhìn nó to mà nó nhẹ nhỉ. Đã. Cái vợt mà em cho anh xem hai linh khéo nó còn nhẹ nữa. Nó nhẹ nhưng mà nó nặng, nặng đầu quá. Thế phải tầm 4 u. Lương chỉ là 5 triệu. Tính thì trên 100 vâng. Thì bọn mình mới được tính thêm lấy số. Thêm 100 ạ. Cho điền. Thử làm một cái kết. Cho thật chứ còn đi nữa. Cho thật chứ còn đi. Vui tính nhỉ. Mang con lợn đi xem nào.